Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới. Trong đó xét riêng về lượng rác thải nhựa xả ra biển, Việt Nam đứng top 5. Nếu không hành động ngay từ bây giờ đến năm 2050, ở biển rác sẽ nhiều hơn cá. Và trước vấn đề đáng báo động này tại tỉnh Quảng Ninh, các tình nguyện viên đã cùng nghiên cứu, thử nghiệm làm loại gạch từ vật liệu nhựa phế thải có tên gọi là gạch sinh thái Ecobix. Những viên gạch sinh thái này liệu có thay thế được rác thải nhựa trong những năm tới hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng những túi ni lông tồn đọng sẽ mất hàng nghìn năm để phân hủy. Và vì thế, chúng ta đang dần dần thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa, ni lông thành túi vải hay chai thủy tinh. Nhưng còn những túi ni lông, đồ nhựa hiện đang tồn tại xung quanh chúng ta thì sao? Làm thế nào để xử lý chúng? Với sứ mệnh làm giảm thiểu khối lượng rác thải khó phân hủy, chủ yếu là túi ni lông thải ra hàng năm giúp bảo vệ môi trường, những viên gạch Ecobricks đã ra đời. Những viên gạch này được tạo ra từ những vỏ chai nhựa được nhồi đầy bởi các loại rác thải nhựa, đa phần là túi ni lông. Sử dụng những cái túi ni lông mà đã qua sử dụng rồi thì mình nhét vào bên trong viên gạch cho đến khi nó đạt vào độ cứng nhất định, nó sẽ trở thành một viên gạch, nó mang tính chất như một viên gạch để mình xây dựng bình thường ấy, nhưng mà nó khác với cả một viên gạch bình thường ở chỗ là nó giải quyết được vấn đề rác thải nhựa đang tràn lan ở trên Việt Nam hiện nay. Chai nhựa được làm sạch, lau khô, vật liệu như túi ni lông, hộp xốp, cốc nhựa dùng một lần, vỏ bao bì, giấy bọc nhựa được làm sạch và cắt nhỏ, được nhồi và ấn chặt vào chai. Để cho những rác thải nhựa này vào trong chai, cần sử dụng một chiếc que hay dùng đũa có chiều dài, dài hơn chiều cao của chai nhựa. Và chai nhựa sau khi được lấp đầy đồ nhựa cũng không được có lỗ thủng và phải sạch, đóng chặt nắp. Bà hiện nay đang dồi chai để xây gạch, dồi hòn gạch. Bà này cảm thấy công việc này như thế nào ạ? Này rất thú vị và rất có tác dụng. Anh ấy lần đầu tiên anh làm việc này, bình thường làm công việc văn phòng, hôm nay công ty anh mọi người cùng nhau nghỉ một ngày, không ngồi máy tính, không làm văn phòng nữa, và làm những viên gạch này là việc lần đầu tiên mình làm, thấy cũng khá mệt mà rất là vui. Nhưng mà cái ý nghĩa nó mình tạo nên cái viên gạch mà nó làm giảm thiểu rác thải môi trường và để nó lan tỏa ý nghĩa rất tốt cho cộng đồng, em rất là vui. Cách làm một viên gạch cũng khá đơn giản, nhưng để làm ra một viên gạch sinh thái với thể tích 500 ml cần 1,5 giờ. Nhưng đối với những người làm lần đầu tiên thì thời gian có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba, phụ thuộc vào kỹ năng của từng người. Làm cái viên gạch này thì thật sự nó khá là khó, bởi vì đây là đầu tiên em làm. Em thấy là kiểu cái khối lượng ni lông mà em làm ở đây thì em đã cho rất nhiều vào rồi, mà sau khi mà em đóng xuống thì thấy nó không đáng là vào ấy. Một sản phẩm hoàn chỉnh có trọng lượng gấp 0,35 lần so với thể tích chai tính bằng ml, như chai 500 ml có cân nặng tối thiểu khoảng 180 gram. Gạch sinh thái đủ tiêu chuẩn về độ cứng, chặt và đồng đều, được đem ghép thành ghế ngồi. Gạch sinh thái hay còn gọi là Ecobrick thì là một cái sản phẩm mà được sử dụng từ chai nhựa và rất là nhiều túi ni lông. Như các bạn cũng thấy trong cái quá trình làm gạch ngày hôm nay thì một chai nhựa thì có thể sử dụng đến hơn 100 túi ni lông. Và hiện trạng tại Việt Nam bây giờ chúng ta sử dụng quá nhiều túi ni lông như vậy. Đây có thể coi như là một trong những cái giải pháp về giáo dục tuyên truyền cũng như là sử dụng trong các cái công trình dân dụng. Đồng thời là có ý nghĩa là sẽ giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường, đặc biệt là đối với những cái túi ni lông, vỏ bao, bao bì, bánh kẹo. Túi ni lông hàng ngày mà hội viên thu gom được ấy thì sẽ không phải đưa ra các cái nơi để xử lý nữa, mà chính hội viên phụ nữ sẽ dùng cái rác thải đó để làm những việc sinh thái. Nó sẽ góp phần giảm thiểu cái lượng rác thải túi ni lông ra môi trường xung quanh. Những chiếc chai sau khi sử dụng, thay vì bỏ đi, túi ni lông khó phân hủy gây áp lực cho môi trường lại trở thành những viên gạch sinh thái để xây dựng trong các công trình ở đời sống thường ngày như nhà cửa, bàn ghế, bồn hoa, vừa giải quyết tối ưu vấn đề rác thải nhựa, vừa thay thế cho cách sản xuất gạch gây ô nhiễm. Nếu có chiến lược và hướng đi rõ ràng, gạch sinh thái hay là Ecobricks trong tương lai sẽ là giải pháp 2 trong 1 thay thế rác thải nhựa và giảm thiểu ô nhiễm như hiện nay.